Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài nhưng mà vẫn sẽ bị phạt tiền. Nhưng mà hiện tại sẽ đi xuống mua đồ ăn. Được đi xuống là mừng rồi mọi người ơi. Bây giờ đang là 9:30. Mặt đầu tóc bù xù đây mọi người. Ăn sáng xong rồi, uống cà phê xong rồi. Bây giờ sẽ đi xuống mua một số đồ. Mua rau. Đang thèm bún bò mà không có thể nào mà đi ra ngoài, sợ bị phạt tiền nữa. Không có tiền còn bị phạt nữa. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống. Và bây giờ thì lát nữa sẽ đi xuống tới sẵn thì mình sẽ quay cho mọi người cùng xem. Bây giờ đang thang máy. Đầu tóc bê bết. Mình cũng không nghe em ra luôn á. Dạ. Mình đang mua nhiều cây. Mua 2 bình nhiều cây. Giờ chưa mua đồ được rồi mà giờ không biết mua cái gì hết trơn á. Lâu không được xuống đây mua nên bây giờ hoang mang không biết mua nên mua cái gì. Mua một cái bánh này nhỏ nhỏ thôi. Mua nhị to thì ăn không có hết được. Cái gì kim chi ở nhà còn. Cái này hết rồi nè. Con này lấy gì nè. Con lấy gì nè. Siro bắp. Rồi tháo kia cắt ta riêu ăn thánh thành hết trơn rồi nha mọi người. Sắp được bơi rồi. Sắp được tập thể dục rồi. Trời đất ơi sách. Nãy giờ mua rau, mua sữa rửa mặt, mua tùm lum hết. Tất cả mọi người đua nhau về quê rồi, còn tụi mình thì vẫn bị kẹt ở đây. Thôi ráng ở vài ngày nữa thôi. Được khi hít khi trời thật là vui biết bao nhiêu. Mới về tới nhà xong củ hành lá của mình thì mọi người hành cả tỏi, củ tỏi với lại hành tím mà mình cắm vô, mình lấy cái đất của cái bó rau á, bán mà người ta có để thêm đất để cho đó ở trong cái bọc rau để cho nó tươi á, mình ra lấy cái đất đó mình trồng rau trồng hành và nó đã lớn rồi, mình ăn được 2 đợt rồi đó nha mọi người. Mỗi lần nó lú lên như vậy là mình sẽ tỉa và mình sẽ nấu canh, mình nấu đồ ăn bổ dương. Và bây giờ chuẩn bị ăn tiếp nè. Chắc 2 ngày nữa là mình sẽ thu hoạch hành tím và tỏi.